hiện hiệu quả đối với đội bóng của huấn luyện viên Trương Minh Nhưng. Số là 3-0 và được phản công phải nói là cực tốt của cầu thủ Gia Lai. Let's go!
chuyền dài của Lương Xuân Trường và không có đơn vị của Văn Toàn. Một đều, không thể tin được. Chỉ trong vòng ít ngày đều là những kịch bản giống nhau, những bàn thua đến từ những phút cuối. Văn Toàn thoát xuống rất nhanh, dứt điểm hạ gục Văn Công ở cự ly gần. Bàn thắng đến ở phút đá bù giờ thứ tư, phút đá bù giờ cuối cùng. Và người kiến tạo là cầu thủ chơi gần như thất vọng nhất trên sân ở trong trận đấu này, đó là tiền vệ Lương Xuân Trường.